Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn một chút về hồi kỳ tuyến tính Đây là một câu hỏi mà thường xuyên các bạn hay đặt câu hỏi đối với tôi Thì tất nhiên là trong cái video ngắn này thì tôi không thể nói hết được tất cả mọi thứ Nhưng mà tôi sẽ phần nào giải thích cho bạn về một chút về lý thuyết Và sau đó thì chúng ta sang cái phần thực hành Trước khi vào bài học thì hãy nhớ đăng ký kênh youtube của tôi Nếu mà bạn chưa đăng ký để bạn tiếp tục nhận được các cái video thú vị tiếp theo Và nhớ like và nhớ share cái video này nhé Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Đầu tiên để mà chúng ta có thể xác định được là hồi quy nào thì chúng ta cần phải nhớ đến là cái biến ao căm của chúng ta sử dụng đó là biến gì. Thì đối với lại các cái biến định lượng thì chúng ta sẽ sử dụng là hồi quy tuyến tính hay trong tiếng Anh đó là linear. Thế còn nếu mà cái biến của chúng ta là biến định tính và đặc biệt là biến nhị phân thì chúng ta sẽ sử dụng là hồi quy logistic. Thế thì trong video này thì chúng ta chỉ tập trung đến là hồi quy tuyến tính thôi nhé. Tức là cái biến của chúng ta là biến định lượng. Thế thì tiếp theo có một cái khái niệm nữa, đó là các bạn hỏi là thế nào là phân tích đơn biến, thế nào là phân tích đa biến. Thế thì chúng ta hiểu nôm na như thế này, thì nếu mà cái biến outcome của chúng ta ấy mà chỉ phân tích với một cái biến uh, khác thôi, một cái biến độc lập thôi hay là một biến factor thôi thì gọi là phân tích đơn biến. Thế còn nếu mà chúng ta có từ hai biến factor trở lên, đúng không? Biến ao outcome mà cộng thêm hai biến factor trở lên, hay là hai biến độc lập trở lên ấy thì chúng ta gọi là phân tích đa biến. Thế thì trong tiếng Anh thì thì đơn biến nó được viết là univariate Còn nếu mà đa biến thì nó viết là multivariate Đấy thì hiểu nôm na là như vậy Nhớ là tiếng Anh của tôi không chuẩn đâu nhé Nếu mà bạn nào mà quá khắt khe thì không nên xem cái video này Có thể đi sang xem các video khác Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhé Rồi Thế thì đây là cái cách viết đối với lại tiếng Anh Hồi quy đơn biến và hồi quy đa biến nhé Hồi quy đơn biến là multivariate linear regression. Chúng ta luôn luôn nhớ là nó có cái từ linear này. Cái từ regression chính là gì? Chính là hồi quy. Thế còn đa biến thì là multivariate. Đấy, linear regression là chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Đấy, tôi cho các bạn cái khái niệm này để khi mà chúng ta đọc sách vở thì chúng ta có thể dễ dàng nhận biết hơn. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có cái slide này. Đây là cái một cái công thức của hồi quy tuyến tính đơn biến. Thì chúng ta hiểu nôm na như này, cái biến y này này chính là cái biến phụ thuộc của chúng ta và cái beta này này thì chính là cái hệ số hồi quy thì còn x này chính là biến động lập trong khi đó alpha chính, chính là cái hệ số chặn và cái epsilon này thì là sai số thì đây là cái mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến thì nó trông như thế này và chúng ta nhớ lại là gì tuyến tính có nghĩa là một đường thẳng nhé tức là nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng chúng ta hiểu nôm na là như vậy thế còn đối với hồi quy đa biến thì đơn giản là như này thay vì ở trên này thì chúng ta có là gì là có một biến thì ở đây chúng ta có nhiều biến thôi, là nhiều biến. Thì khi mà chúng ta có nhiều biến này thì chúng ta sẽ có thêm các cái hệ số hồi quy beta 1, beta 2, beta 3 tương ứng với lại các biến x1, x2, x3. Trong khi đó thì biến outcome của chúng ta vẫn chỉ là một biến thôi, đúng không? Rồi thì đấy là uh, cơ sở lý thuyết. Thế thì uh, uh, sau đây thì chúng ta sẽ sang cái phần thực hành để tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta có thể uh, phân tích được cái hồi quy tuyến tính ở trên uh, SPSS Bây giờ tôi sẽ mở cái phần mềm SPSS ra Và tôi sẽ mở cái bộ số liệu này ra Thì đây là một cái bộ số liệu mà rất là quen thuộc Đối với lại một số bạn mà đã theo học Các cái lớp phân tích số liệu của tôi Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng Cái mô hình này nhé Và chúng ta sẽ làm như sau Tôi sẽ làm rất là chậm này Tôi sẽ vào Analyze này Tôi kích vào Analyze nhé Analyze là phân tích này Đấy, Sau đó thì tôi sẽ chọn đến cái phần Regression Tính là hồi quy nhé Đấy tôi sẽ làm rất là chậm này Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy Chữ Linear đây này, này đấy có chữ linear đấy nhá đấy chúng ta sẽ kích vào đây đấy. và nó sẽ ra cho chúng ta ra một cái bảng như thế này và chúng ta nhìn thấy ở phía trên đúng không chúng ta nhìn thấy tôi cho to ra nhá chúng ta nhìn thấy ở phía trên này có chữ là dependent thì chúng ta phải cho cái biến mà phụ thuộc vào đây đúng không biến phụ thuộc chính là cái biến mà chúng ta quan tâm đấy chính là cái vấn đề nghiên cứu của chúng ta đấy và tiếp theo chúng ta cho các cái biến độc lập ở đây đúng không hay là các cái factor đấy chúng ta sẽ cho vào đây nhá thì đối với biến phụ thuộc ấy, thì chúng ta chỉ có một biến thôi nhưng mà biến độc lập thì chúng ta sẽ cho nhiều biến số ở đây nếu chúng ta cho một biến đúng không nếu chúng ta cho một biến và sau đó phân tích với một biến outcome thì nó gọi là phân tích hồi quy tuyến tính đơn biến thế còn nếu trong trường hợp chúng ta cho trên hai biến trở lên đúng không cho vào đây thì chúng ta sẽ có là hồi quy tuyến tính đa biến bạn nhớ rằng là với các cái biến độc lập ở đây này là chúng ta có thể cho các cái biến cả định tính và cả định lượng ở đây được nhé chứ không phải là chỉ nguyên là là định lượng đâu rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này thì giả sử như là bây giờ tôi quan tâm đến cái biến phụ thuộc của tôi là biến huyết áp tối đa chẳng hạn tôi quan tâm đến cái, cái huyết áp tối đa đấy, thì tôi sẽ cho vào đây đúng không đấy, biến định lượng cho vào đây nhé đấy và sau đó thì tôi sẽ cho các cái biến độc lập ở đây đúng không thì tôi sẽ giả sử như tôi cho quan tâm đến là xem là có mối liên quan giữa huyết áp tối đa này với tuổi này với cân nặng này với chiều cao hay không đúng không ví dụ như vậy đúng không ngoài ra chúng ta có thể cho những cái thứ khác vào nữa nhưng mà ở đây thì tôi đơn giản tôi chỉ quan tâm đến ba biến này thôi chẳng hạn đấy và tôi sẽ kích OK này kích OK nhé đấy thế thì lúc này chúng ta có thể xây dựng ra được một cái mô hình hồi quy nó chính là cái phần dưới này này đấy chúng ta nhìn thấy này đấy thì chúng ta nhìn thấy cái chữ b này này chữ b này này chính là cái hệ số hồi quy nhá đấy thì trong tiếng anh thì hệ số hồi quy nó chính là coefficient này nhá đấy và chúng ta sẽ đọc các cái giá trị hồi quy ở đây đúng không cái hệ số hồi quy ở đây thế còn lại là gì xích như này cái xích này này chính là giá trị p-value nhé đấy giá trị p-value đấy đấy thì chúng ta sẽ đọc ở bên này thế thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào chúng ta sẽ dựa vào cái hệ số hồi quy này để chúng ta phiên giải kết quả thế thì chúng ta nhớ như này nhé nếu mà cái hệ số hồi quy này này nếu mà nó dương thì có nghĩa là gì là cái mối liên quan là đồng biến thế còn nếu mà cái hệ số hồi quy này này mà nó là âm thì cái mối liên quan nó là nghịch biến và chúng ta hiểu như thế này này ở đây nó là gì đối với tuổi thì cái hệ số hồi quy nó là 0,632 đúng không thì chúng ta hiểu là gì cứ mỗi một tuổi mỗi một tuổi mà tăng lên ấy, thì là cái huyết áp tối đa của chúng ta nó tăng lên là 0,632 mm thủy ngân ở đây là chúng ta đang tìm hiểu là mối liên quan giữa tuổi cân nặng chiều cao này với lại cái huyết áp tối đa mà huyết áp tối đa của chúng ta là đang đo bằng bằng mm thủy ngân đúng không? Đấy thì chúng ta hiểu như vậy. Tương tự như vậy cân nặng thế thì mỗi một cân nặng tăng lên thì sẽ tương ứng với lệnh cái việc là huyết áp tối đa nó sẽ tăng lên là 0,542 mm thủy ngân đúng không? Trong khi đấy thì nếu mà chiều cao mỗi một cm chiều cao tăng lên thì là cái huyết áp tối đa nó sẽ giảm đi là một 0,136 mm thủy ngân. Đấy chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Đấy đấy là cái cách chúng ta hiểu về cái, về cái cái mô hình như thế này và chúng ta nhớ là ở bên này nó có cái um, giá trị p nhé giá trị p này thì, thì chúng ta thấy là gì ở đây này p này nó bằng 0 không này tức là rất là nhỏ tức là gì tức là không không này thì chắc chắn là nhỏ hơn không năm rồi thì chúng ta có thể hiểu nôm na là gì cái mối liên quan này này, này, này nó có ý nghĩa thống kê đấy, cái mối liên quan này, này có ý nghĩa thống kê nhé hai cái này có ý nghĩa thống kê còn đối với chiều cao thì không có ý nghĩa thống kê rồi thì đấy là đấy là cách chúng ta hiểu nhé rồi và bây giờ chúng ta còn thiếu một cái nữa là đôi khi chúng ta uh, chúng ta báo cáo kết quả thì ngoài cái việc là báo cáo hệ số hồi quy ra thì chúng ta sẽ cần phải báo cáo là cái khoảng tin cậy 95% của cái hệ số hồi quy này thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải cho thêm vào phía bên cạnh này đúng không chúng ta phải cho thêm vào đây thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải bổ sung này tôi sẽ làm tiếp nhé tôi sẽ vào analyze này sau đó thì chúng ta sẽ vào regression này đúng không sau đó vào linear này quay lại đúng như vậy thôi đấy và sau đó thì bạn sẽ vào cái phần kích vào phần statistics này này đấy chúng ta nhìn thấy confident interval đấy không đấy kích vào đây một cái này sau đó chúng ta nhìn thấy ở đây nó có 95 này đúng không đấy như vậy là ok rồi chúng ta kích continue này và kích ok này đấy rồi và chúng ta sẽ có một cái bảng như thế này và chúng ta có hệ số hồi quy ở đây này giá trị p ở đây này và khoảng tin cậy 95% của cái hệ số hồi quy này nhé đấy Ngoài cái việc mà chúng ta báo cáo về cái hệ số hồi quy và cái khoảng tin cậy 95% của hệ số hồi quy thì chúng ta cần phải báo cáo thêm là về cái R square này này. Đấy. Cái giá trị R square này này. Tức là gì? Là cái mức độ giải thích của cái mô hình này. Đấy, ví dụ như trong trường hợp này nó là gì? Là 0,71 0,171 tức là tương đương với khoảng 17,1% chúng ta hiểu nôm na như vậy. Bạn nhớ rằng là để mà có thể xây dựng ra được một cái mô hình hồi quy phù hợp ấy thì bạn cái mô hình hồi quy tuyến tính này nó sẽ cần phải đảm bảo thỏa mãn một số các cái điều kiện. Ví dụ như điều kiện về cái phân phối chuẩn của phần dư này, rồi thì các cái điều kiện liên quan đến cái quan sát độc lập này, rồi thì các cái điều kiện liên quan đến đa cộng tuyến. Đấy, và ngoài ra nữa là rất là quan trọng là chúng ta đưa các cái biến nào vào và các cái biến đó nó sẽ giải thích như thế nào để xây dựng ra cái mô hình của mình nó cũng rất là quan trọng. À, chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ cần phải nhiều thời gian hơn để có có thể thực sự xây dựng ra cho mình được một cái à, mô hình hồi quy bên cạnh cái việc mà tôi đã hướng dẫn bạn cách để chúng ta hiểu về cái mô hình này thì chúng ta cũng cần phải biết cách để chúng ta lựa chọn các cái thông số để chúng ta trình bày vào bảng biểu cách trình bày vào bảng biểu và sau đó thì phiên giải kết quả thì trong cái thời lượng của cái video này thì tôi sẽ không thể giải thích đầy đủ cho các bạn được và cái này nó sẽ cần tốn nhiều thời gian hơn và để mà các bạn có thể hiểu rõ được những cái vấn đề này thì bạn có thể tham gia vào cái lớp mà về phân tích số liệu của tôi thì qua cái lớp đó thì tôi sẽ giúp bạn có thể hiểu được toàn bộ các cái nội dung này và quan trọng nhất là chúng ta biết cách lựa chọn, biết cách trình bày và sau đó thì biết cách phiên giải kết quả theo cái chuẩn của quốc tế. Và cho đến đây thì tôi hy vọng là bạn đã phần nào biết được cách Đơn giản nhất để chúng ta có thể xây dựng cho mình được một cái mô hình hồi quy và bây giờ thì tôi sẽ dừng cái video này ở đây, hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Nếu mà bạn có câu hỏi gì thì có thể để lại trong phần comment ở phía dưới và nhớ là gì? Like và nhớ share cái video này nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo